chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến coroshop24h.com. Hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm viên bổ xương khớp glucosamine của Quang Đông Hàn Quốc. Đây là một sản phẩm rất thích hợp dành cho các ông bà, bố mẹ hay là chị em phụ nữ, kể cả các anh nam giới cũng vậy. Trên 30 tuổi, tỷ lệ loãng xương cao thì có thể sử dụng các sản phẩm này ạ. Dòng sản phẩm này nó rất hữu ích cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì nó có những công dụng rất tuyệt vời, hỗ trợ cho xương khớp của chúng ta. Nó là một sản phẩm phù hợp đối với những người bị mắc bệnh viêm khớp mãn. Nó ngăn ngừa, hỗ trợ cái sự phá hủy sụn của các enzyme hại. Hơn nữa là nó làm giảm các cơn đau đầu gối này, đau khuỷu tay này, đau mỏi lưng, vai gáy, và nó gia tăng sự đàn hồi cho các khớp ạ. Hơn nữa là nó còn làm cho các lớp đệm ở xương khớp của chúng ta nó trở nên đàn hồi hơn. Như các bạn có thể thấy ở phần khuỷu tay hay phần đầu gối của chúng ta luôn luôn là sẽ có các cái lớp đệm đấy ạ. Nếu như mà khi lớn tuổi thì các cái chất là mềm ở cái lớp đệm này nó sẽ dần dần nó khô đi, gây nên là chúng ta hoạt động nó sẽ bị cứng nhắc và nó sẽ hay bị đau khi mà thay đổi thời tiết. Thì sản phẩm nó sẽ cải thiện cái vấn đề đấy cho chúng ta, nó làm giảm các cơn đau, giảm việc sưng phù và cải thiện hoạt động của xương khớp. Hơn nữa là nó còn tăng độ dẻo dai cho xương khớp ạ. Đấy chính là lý do vì sao mà mỗi chúng ta nên sử dụng sản phẩm này, vì nó giúp cho xương khớp của chúng ta dẻo dai hơn. Ví dụ bây giờ bạn đang không thể leo lên cầu thang được vì xương khớp của chúng ta quá đau, vậy thì sản phẩm này hỗ trợ cho bạn. Sau một thời gian sử dụng, nó sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề về xương khớp của mình và bạn có thể hoạt động một bình thường. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm viên bổ xương khớp glucosamine Quang Đông Hàn Quốc sao cho hiệu quả nhất để phục hồi lại cái khả năng xương khớp của mình cũng như là việc di chuyển của mình trở nên thuận tiện hơn. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm viên bổ xương khớp glucosamine của hãng Quang Đông. Các bạn có thể nhìn thấy tên của hãng sản xuất đây ạ. Và phía đằng sau, tất cả các sản phẩm của hãng Quang Đông đều có tem mác 7 màu các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy tem của sản phẩm ở đây ạ. Và như bên ngoài của hộp sản phẩm thì các bạn có thể nhìn thấy này, nó sẽ bổ trợ cho các khớp cẳng tay này, đầu gối này, cổ tay này, lưng và vai gáy nhé. Ngoài ra thì khi mà nhận sản phẩm, các bạn nhớ kiểm tra nó phải còn đầy đủ tem ở tem mác niêm phong ở phía dưới và phía trên của hộp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc cái sản phẩm này ra và tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Đây, chúng ta sẽ cùng bóc sản phẩm. Bên trong thì nó sẽ gồm hai hộp nhỏ như thế này ạ. Mỗi một hộp này sẽ gồm 90 viên và mỗi một viên sẽ nặng 1350mg. Bạn có thể kiểm tra được hạn sử dụng ở đây. Nó là mùng 4 tháng 9 năm 2020. Khi các bạn bóc cái hộp này ra, nó sẽ là một cái lọ như thế này. Đây chính là lọ thuốc của chúng ta. Và chúng ta sẽ sử dụng như thế nào ạ? Một ngày chúng ta sẽ uống 2 viên trong một lần duy nhất vào buổi sáng. Và khi uống thì chúng ta phải uống nhiều nước. Đây chính là cái sản phẩm. Khi nhận sản phẩm thì các bạn có thể kiểm tra xem là nó còn cái nút bạc này không. Và khi muốn mở thì cầm vào điểm giữa này nhấc lên là sẽ được ạ. Và các bạn nhớ là uống thật nhiều nước để thuốc có thể tan và thẩm thấu nhanh nhất. Ngoài ra thì có một số lưu ý, như là nếu chúng ta là những người đang bị dị ứng với đồ hải sản, tôm, cua, cá thì lại không nên sử dụng sản phẩm này. Hoặc là chúng ta đang uống thuốc aspirin hàng ngày thì sử dụng sản phẩm nó sẽ không đạt được hiệu quả cao nhất như là chúng ta mong đợi. Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng để phát huy tất cả các tác dụng của viên bổ xương khớp glucosamine Quang Đông Hàn Quốc. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm
Thì các bạn có thể truy cập vào trang siêu thị trực tuyến coroshop24h.com. Nếu như các bạn cần tư vấn có thể vào phần chat online để nói chuyện với chúng tôi, hoặc là các bạn có thể gọi điện theo số hotline 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn để làm sao các bạn có thể sử dụng sản phẩm để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là của chính gia đình các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.